Vòng thi thể hiện tài năng đã đi đến hồi kết và những thí sinh của chúng ta sẽ phải cố gắng hết mình để có được màn trình diễn xuất sắc nhất trên sân khấu. Lôi cuốn. Con rất đẹp, rất chuyên nghiệp như một người ca sĩ. Vui nhộn. Trong lúc hát đó là căng thẳng quá, nuốt nước miếng. Nuốt nước miếng kìa, ực luôn con nghe đó. Lúc đó con bị mắc cọc. Đón xem tập 6 Vòng thể hiện tài năng, chương trình thử tài siêu nhí mùa 2 được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 11 tháng 11 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 12 giờ chủ nhật ngày 12 tháng 11 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Quý khán giả tại Hà Nội có thể xem kênh truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog tại vị trí kênh số 8 của VTV Cáp. Quý khán giả có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD, độ nét cao trên VTV Cáp, HTV, HTVC và Viettel.